Đó, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch nha cả nhà. Hôm nay cô Vixin cũng có phát tâm 15 phần quà nha. Đó, trong đó là có anh Cân Nguyễn với chị Vi Nguyễn nữa. Cũng gom chung đi luôn nha cả nhà. Đó, anh Cân Nguyễn là được 10kg đường với 10 chai dầu ăn, còn chị Vi Nguyễn là 100 trứng nha. Bây giờ bắt đầu em với dì Sưng sẽ hai người vô bọc bọc bọc. Rồi lát em đi phát nha, 15 phần nha cả nhà. Đó, giờ bắt đầu em chuẩn bị em dì Sưng vô nha. Ở trong đó có 10 gói mì gói nè, với 1kg đường nè, 1 chai nước tương nè, 1 chai dầu ăn nè, với trứng nè cả nhà. Đó, bây giờ tụi em gom một bọc 10 gói mì gói nha, gom vô một bọc nha cả nhà. Rồi cột lại, bắt đầu lát tụi em sẽ bỏ trứng với dầu ăn với đường chung nha cả nhà. Đó, giờ còn gì Sưng cũng đang vô cũng được hơn phân nửa nha cả nhà. Đó là có đường, có trứng, có nước tương, có dầu ăn, chứ có mì gói nha, 10 gói mì gói nha cả nhà. Đó là cũng cô Vixin phát tâm với có anh Cân Nguyễn cũng được 10 chai dầu ăn và 10kg đường với chị Vi Nguyễn 100 trứng gà nha cả nhà. Giờ nói chung là giờ em tranh thủ làm xong rồi em đi phát nha cả nhà. Ngoài cũng đang mưa lâm râm nên em vô trong phòng livestream của em làm nha. Em gì Sưng, hỏi Sưng cũng đang làm. Bây giờ em dì Sưng cũng làm xong rồi nha cả nhà. Đó, đây là đủ 15 phần nha, là có mì gói, đường, nước tương, dầu ăn với trứng nha cả nhà. Đó, bắt đầu bây giờ em sẽ đi phát nha cả nhà. Bắt đầu em đi phát nha cả nhà ơi. Đó, giờ em đang trên đường Ngô Gia Cự. Đó, giờ còn em sẽ phát cho những cô chú cơ nhỏ 15 phần quà của cô Vixin với anh Cân Nguyễn với chị Vi Nguyễn nha cả nhà. Đó, đây có một anh lụm ve chai nha, cho anh nha. Anh ơi, cho em gửi anh phần quà nhanh. Rồi, cứ cầm giùm em cái nhanh. Rồi, cái này của cô Vixin với anh Cân Nguyễn với chị Vi Nguyễn phát tâm á. À, trong mùng 1 tháng 10. Dạ. Rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chú ơi, cho con gửi chú một phần quà nha chú. Rồi, con cho chú những phần quà này của cô Vixin với anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi chú ơi, cho con gửi phần quà nha chú. Cái này của cô Vixin với anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm nha chú. Dạ. Chú ơi, cho con gửi chú một phần quà nha. Cái này của cô Vixin với anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm phần quà. Có đường, mì gói, bột ngọt, trứng với dầu ăn, nước tương nha chú. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ, giờ này á, giờ này mới 8:30 rồi chú. Dạ. Cái gì vậy? Dạ, không có nước suối chú. Dạ. Chú ơi, cho con gửi chú một phần quà nha chú. Rồi, có đường, muối, nước tương, trứng gà, mì gói nha chú. Dạ, cái này của cô Vixin với anh Cân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm nha. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Chú ơi, cho con gửi chú một phần quà nha chú. Rồi, cái này của cô Vixin, anh Cân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm nha chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cô ơi, cho con gửi cô một phần quà nha cô. Cái này của cô Vixin, anh Cân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn cô nha. Chú ơi, cho con gửi một phần quà nha chú. Đó, cái này của cô Vixin, anh Tân Nguyễn với chị Vi Nguyễn phát tâm nha. Cô chừng gớt nha, có trứng nữa nha. Trứng dầu ăn, nước tương, đường. Dạ, với mì gói nha chú. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Rồi, cho con gửi phần quà nha cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ còn cũng phát xong một đợt rồi nha cả nhà. Đó, nãy 15 phần còn chia ra làm đôi đi hai chuyến nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu còn phát xong một đợt rồi, giờ còn về lấy thêm một đợt nữa phát cho xong nha cả nhà. Bây giờ còn đi phát tiếp chập 2 nha cả nhà. Đó, nãy đợt đầu còn đi phát phân nửa, giờ còn đi phát thêm còn phân nửa nha cả nhà. Phát cho xong hết luôn nha cả nhà.
15 phần. Cô ơi, cho con gửi cô một phần quà nha cô. Dạ, quà này của cô Bi Xin với anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm nha cô. Cô cảm ơn ha, chúc rất chú với là con xin là cô cảm ơn rất nhiều ha. Rồi. Rồi gửi cho cô phần quà là cô cảm ơn. Dạ. Cô rất nhiều. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha, mạnh khỏe nha cô. Dạ dạ, cảm ơn cô nha cô. Dạ, bye bye cô. Dạ, chưa cho em gửi phần quà nha. Rồi, cái này của cô Bi Xin, anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Dạ dạ, bye bye chị. Chú ơi, cho con gửi một phần quà nha chú. Dạ, cho con gửi phần quà nha chú. Cái này của cô Bi Xin, anh Tân Nguyễn với chị Vi Nguyễn phát tâm. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ dạ dạ. Dạ dạ biết rồi chú. Dạ con phát quen rồi không sao đâu chú. Nói chung phát từ thiện ở Sài Gòn á, mình cũng phải kiểu là phát quen là sẽ biết nha cả nhà. Chứ mình phát ý đi là nói chung là nhiều người á, người ta sẽ giật nha cả nhà. Nếu mình hiền quá người ta sẽ giật. Đó, chú này bán vé số nha, để còn qua còn gửi cho chú một phần quà nha cả nhà. Đa số còn sẽ cho những cô chú bán vé số hay là cô chú lụm vé chai. Chú ơi chú, cho con gửi chú một phần quà nha chú. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cái này của cô Bi Xin với anh Tân Nguyễn, chị Vi Nguyễn phát tâm. Cảm ơn. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn. Dạ, dạ. Cô ơi, cho con gửi cô chú một phần quà nha. Rồi. Rồi chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Cô ơi cho con gửi con phần quà nha cô. Rồi, cái này của cô Bi Xin với anh Tân Nguyễn với chị Vi Nguyễn phát tâm nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Cuối cùng bây giờ còn cũng phát xong 15 phần quà của cô Bi Xin với anh Tân Nguyễn với chị Vi Nguyễn nha cả nhà. Đó, anh Tân, trong đó là có anh Tân là 10 chai dầu với 10 kg đường, còn chị Vi Nguyễn là 100 trứng nha cả nhà. Thôi giờ clip đây em cũng phát xong rồi, em xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị xem clip của em. Mọi người xem cho em một like, một chia sẻ nha. Em chúc cô Bi Xin với anh Tân Nguyễn với chị Vi Nguyễn thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng em để gieo duyên cho bà con khó khăn cơ nhở ở Sài Gòn nha. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Bye bye nha cả nhà.